Quý cô bác, anh chị kính mến, thật là vui mừng khi được gặp lại quý cô bác, anh chị trong chuyên mục tử vi 12 con giáp trên kênh Minh Đường Tử Vi. Đầu xuân năm mới Giáp Thìn, Minh Đường Tử Vi thay mặt cho những người làm chương trình xin được gửi lời chào, lời chúc năm mới tới quý cô bác, anh chị. Chúc năm mới an khang thịnh vượng, sức khỏe bình an tới mọi người, cuộc sống mưu sinh cùng hưởng lạc, Tết về ta dạo khúc tình ca, nâng chén rượu nồng ta cùng chúc xuân về phấn khởi tựa ngàn hoa. Và nếu như quý cô bác, anh chị là lần đầu tiên đến với kênh Minh Đường Tử Vi thì hãy hoan hỷ đăng ký kênh, ấn chuông ở phía bên dưới để được đón xem những video mới nhất mà ban biên tập trình đăng tải, cũng như là thấy nội dung hay, hữu ích thì hãy like, chia sẻ video cho mọi người cùng xem. Quý cô bác, anh chị cũng đừng quên để lại ý kiến đóng góp ở phía bên dưới phần bình luận. Kênh Minh Đường Tử Vi vô cùng cảm ơn quý cô bác, anh chị. Và trong nội dung video ngày hôm nay mà ban biên tập chương trình gửi tới quý cô bác, anh chị, đó chính là nội dung như sau. Chấn động, tiên tri tiết lộ cực chuẩn cuộc đời tuổi Ất Tỵ sinh năm 1965, đúng tháng 2 âm lịch năm Giáp Thìn 2024. Được bể trên ban phúc, khổ mấy cũng đổi đời ngoạn mục, tiền vàng ngập két, đổi đời đại gia, an nhàn hưởng phúc cả một đời. Kính thưa quý khán giả và đặc biệt là quý mệnh chủ tuổi Ất Tỵ sinh năm 1965 thân mến, sau khi xem lá số tử vi cho 12 con giáp, các thầy tử vi phương Đông bất ngờ chỉ ra rằng đúng tháng 2 âm lịch năm 2024, tuổi Ất Tỵ sinh năm 1965, may mắn được ơn trên soi chiếu, thần tài ghé thăm, hanh thông tài vận, công danh, sự nghiệp, dự kiến sẽ phất mạnh như vũ bảo và thu được những thành quả đáng kinh ngạc, dò sang hết phần thiên hạ khiến hàng xóm cũng phải lác mắt ghen tị. Vì vậy, nếu như bấy lâu nay quý cô bác có chịu nhiều cơ cực, thất bại và vất vả, thì hãy tận dụng thời gian này nhé. Để biết được vận trình may mắn của mình sẽ diễn ra như thế nào trong tháng 2 âm lịch này, thì xin mời quý cô bác tuổi Ất Tỵ hãy cùng Minh Đường Tử Vi theo dõi video ngay sau đây. Đầu tiên, luận giải ý nghĩa dân gian của tiết kinh chập tháng 2 âm lịch. Theo lịch phương Đông, tiết kinh chập đánh dấu thời kỳ dương khí tươi mát, động vật thay lông đổi xác, thực vật ươm mầm nảy chồi, cảnh xuân tươi tốt, nên có ý nghĩa đặc biệt với người nông dân. Bắt đầu từ lúc này, người nông dân tiến hành hoạt động đồng áng, phòng trừ sâu bệnh. Thời gian này cũng là lúc dương khí trong cơ thể bắt đầu thịnh, con người trở nên nóng nảy và bức bối, cần có các biện pháp dưỡng sinh thích hợp để điều hòa, cân bằng, thư giãn tinh thần. Để dưỡng sinh trong tiết kinh chập, bạn tạo thói quen hàng ngày tốt cho cơ thể, để điều dưỡng thân thể và tinh thần thì sẽ tràn trề sức sống, nên điều chỉnh, bổ sung giấc ngủ cho hợp lý để thúc đẩy năng lượng, gia tăng sinh lực, ngủ đủ giấc và hợp lý cũng giúp gia tăng máu lên não, tỉnh táo và minh mẫn hơn. Tuyệt đối tránh thức khuya, đây cũng là cách giữ gìn sức khỏe rất tốt, điều hòa tâm tịnh, giải quyết tình trạng nóng giận vô cớ, bức bối trong người, nâng cao thể chất. Bạn cũng nên chú ý đến việc dưỡng sinh trong tiết kinh chập bằng cách thực hiện một số bài tập vận động tốt cho cơ thể như chạy chậm, đi bộ, duỗi người, đạp xe hay leo núi. Những bài tập này sẽ giúp cải thiện công năng của tim phổi, lưu thông khí huyết, thúc đẩy trao đổi năng lượng, rất có lợi cho cơ thể. Đây là cách dưỡng sinh trong tiết kinh chập đơn giản mà hiệu quả, có thể áp dụng mọi lúc, mọi nơi. Tiếp theo, tổng quan tính cách của người tuổi Ất Tỵ sinh năm 1965. Tỵ là con giáp khôn ngoan, thông thái, hấp dẫn và cũng bí ẩn nhất trong 12 con giáp. Sự mềm dẻo là đặc điểm nổi bật của tất cả các loài rắn, và điều này cũng đúng với người sinh năm Tỵ, đó là bí quyết giúp họ có thể sử dụng và tập trung cao độ năng lượng bên trong để thành công. Cũng giống như rắn, thường ngủ đông khi trời giá lạnh và xuất hiện khi trời ấm áp, Ất Tỵ thường tỏa sáng ở những tháng thời tiết ấm áp. Nếu sinh vào giữa trưa của một ngày hè nóng bỏng, thường hạnh phúc hơn người nếu sinh vào nửa đêm của một ngày đông lạnh giá. Người xưa cho rằng Ất Tỵ sinh vào một ngày bão tố có thể gặp khó khăn, nguy hiểm suốt cuộc đời. Ất Tỵ thường có hiểu biết sâu sắc về triết học, họ sinh ra là những người giỏi tư duy và xuất sắc trong việc tìm kiếm giải pháp cho những vấn đề phức tạp. Họ thích làm việc bằng trí óc nhiều hơn là bằng cơ bắp, thích tổ chức và lập kế hoạch chứ không muốn trực tiếp nhúng tay vào công việc. Ất Tỵ dành rất nhiều thời gian suy nghĩ, nhưng không phải loại người hay lo. Họ dùng thời gian yên tĩnh để chiêm nghiệm, họ khát khao học hỏi. Điều này khiến cho tính cách của Ất Tỵ vô cùng phức tạp, điều họ quan tâm liên tục thay đổi, hết sức khó nắm bắt. Kỹ năng giao tiếp của Ất Tỵ rất tốt, họ tuyệt vời trong ứng xử, không bao giờ ầm ĩ hoặc ăn nói gay gắt. Bên cạnh đó, họ khá bảo thủ và hay nghi ngờ. Con giáp này thích những cuộc chuyện trò thú vị, nhưng rất ghét những chuyện vô bổ.
phù phím, hoặc nếu câu chuyện lặp đi lặp lại, thì họ sẽ chuyển sự chú ý đi nơi khác ngay. Bạn đừng bao giờ mong có thể nói chuyện lâu với họ về những đề tài nhàm chán. Chẳng hạn như thời tiết, họ chỉ thích tập trung vào những ý tưởng mới khác thường và những cuộc tranh luận thông minh. Tuy sẵn lòng chia sẻ kiến thức, nhưng ất tỵ không thích tiết lộ suy nghĩ hay cảm xúc của mình cho bất cứ ai. Họ thường giữ kín bí mật cuộc sống riêng, nguyên nhân một phần là do sự thiếu lòng tin ở những người khác. Rắn rất giỏi chờ đợi, chúng có thể chờ hàng tháng, hàng năm, kiên nhẫn quan sát con mồi, rồi khi thời cơ tới, chúng sẽ dồn toàn bộ sức lực và ra tay. Cũng giống như vậy, nếu ất tỵ không bằng lòng với ai đó, họ có thể nín nhịn và giữ mối hận trong nhiều năm mà không thể hiện bất kỳ cảm xúc gì. Rồi một ngày khi gặp thời điểm thích hợp và ít ngờ nhất thì họ sẽ tấn công trở lại, không chút thương xót, không một con giáp nào khác có thể kiên nhẫn như ất tỵ. Tốt nhất là đừng bao giờ làm kẻ thù của tuổi này, ất tỵ cũng rất bền bỉ, họ sẽ kiên định theo đuổi mục tiêu. Bất kể điều đó có khó khăn tới mức nào, họ hết sức kiên định trong mọi việc. Ất tỵ rất ghét bị thất bại, hiếm khi thấy họ để mất thời gian hay năng lượng vào những công việc không hứa hẹn tiềm năng lớn. Trực quan và khả năng trí tuệ của ất tỵ vượt trội so với tư duy logic. Họ thường nghe theo bản năng và cảm xúc, chứ không để tâm nhiều tới các dữ liệu. Con giáp này rất tự tin và chẳng mấy quan tâm tới quan điểm của người khác. Họ thường chỉ dựa vào phán đoán của chính mình. Ất tỵ thích đưa ra lời khuyên hơn là nhận chúng, vì bản tính cứng đầu và thói quen từ chối. Những lời góp ý có tính xây dựng khiến ất tỵ có thể gặp phải những rắc rối không cần thiết. Tuy khó chấp nhận lời khuyên của người khác, nhưng họ lại khá kiên nhẫn khi giúp đỡ mọi người. Khả năng nhìn nhận vấn đề từ nhiều góc độ khác nhau của họ được đánh giá rất cao. Khi rơi vào tình thế tiến thoái lưỡng nan, ất tỵ thường phản ứng nhanh chóng và không do dự, vì họ tuyệt đối tin tưởng vào điều mình làm. Ất tỵ có miệng lưỡi khá trơn tru và rất phù hợp với ngành triết học. Người ta có thể gặp rất nhiều nữ ất tỵ trong giới thời trang cao cấp nhờ vẻ đẹp huyền thoại của họ. Con giáp này có khả năng nhanh chóng nắm bắt những tình huống phức tạp và lặng lẽ giải quyết chúng. Tính tổ chức, khả năng tiếp thu những kỹ năng mới và trí nhớ tuyệt vời giúp họ hoàn thành tốt công việc. Họ phù hợp hơn với công việc độc lập để có thể tự do di chuyển và làm việc theo nhịp điệu của mình, không bị ai chi phối trong bất cứ công việc gì. Họ cũng tính toán hành động của mình sao cho không lãng phí cả về sức lực, thể chất lẫn tinh thần. Công việc mà họ ghét nhất là làm việc trong một hệ thống dây chuyền. Ngay sau khi hoàn thành công việc, ất tỵ sẽ rút về nghỉ ngơi và tiếp tục suy nghĩ, nhưng họ cũng chẳng cần nhiều thời gian để tái nạp năng lượng và sẵn sàng cho những thách thức mới. Ất tỵ cũng nổi trội trong quan hệ công chúng hoặc khi thực hiện các nhiệm vụ tinh tế với vai trò trung gian hòa giải. Họ thường quan sát tình hình trước, phân tích kỹ lưỡng rồi mới nhảy vào cuộc. Trong kinh doanh, ất tỵ rất thông minh, biết kéo dài thời gian thỏa thuận để ra tay hành động chớp nhoáng khi thời cơ chín. Tuổi ất tỵ thường gặp may mắn về tài chính và có thể có một cuộc sống đầy đủ. Con giáp này thích sống trong sung túc, mọi thứ trong nhà của họ đều tiện nghi và đẹp đẽ. Hoạt động yêu thích trang trí, sắp xếp lại và bảo dưỡng các đồ đạc quý, dành ngày nghỉ yên tĩnh để nghe nhạc, đọc sách và nghiên cứu các môn khoa học phức tạp. Con giáp này cảm thấy hoàn toàn hạnh phúc khi cuộn tròn trong chiếc ghế êm với cuốn sách trong tay. Tuy bề ngoài có vẻ lười biếng, nhưng bộ não của họ lại làm việc không ngừng nghỉ, liên tục lên chương trình và gieo mầm cho tương lai. Nghề nghiệp phù hợp với ất tỵ như triết học, giáo viên, nhà văn, nhà khoa học, nhân viên điều tra, thợ kim hoàng, bác sĩ tâm thần, bác sĩ tâm lý, luật sư, nhà lãnh đạo tinh thần, nhà chiêm tinh, ảo thuật gia, họa sĩ, thiết kế nội thất, quan hệ công chúng. Nam và nữ ất tỵ đều có ngoại hình đẹp và chăm chút tạo dựng hình ảnh của mình. Họ có gu thẩm mỹ cao trong ăn mặc, vốn tính cẩn thận nên khá kén chọn khi tìm bạn đời và chỉ chấp nhận những lựa chọn tối ưu. Con giáp này thường bị cuốn hút bởi sự lịch lãm và cách ứng xử tinh tế của đối tượng. Khi đã ưng ai đó, họ sẽ làm tất cả để chiếm được trái tim người trong mơ. Trong tình yêu, ất tỵ thường cảm thấy bất an và có xu hướng là người tình, thích sở hữu và hết sức ghen tuông. Kể cả khi đã bước ra khỏi mối quan hệ nào đó, mong muốn sở hữu vẫn tiếp tục phủ bóng đen lên cuộc đời của con giáp này. Hành động của họ có thể khiến bạn đời hay người yêu phải xa lánh. Tuy vậy, ất tỵ vẫn có sức hấp dẫn đặc biệt khó cưỡng và là một người bạn tình hào phóng, tràn đầy yêu thương. Bạn đời tốt nhất cho ất tỵ là người cho họ sự tự do, như cũng khiến họ cảm thấy được an toàn và ngưỡng mộ. Do không hướng ngoại, thiếu cởi mở nên ất tỵ thường không có nhiều bạn. Bạn bè có được thường sẽ là cả đời. Ất tỵ rất quan tâm tới bạn bè, nhưng họ sẽ vô cùng tức giận và nhanh chóng lùi lại nếu nghi ngờ ai đó đã lợi dụng lòng tin của mình hoặc làm tổn thương người thân của mình. Bị từ chối hay bỏ rơi sẽ là điều khủng khiếp nhất đối với sự tinh tế của ất tỵ. Họ cần được đón nhận
chào mừng, chấp thuận bởi những người mình gặp. Ất Tỵ khá chặt chẽ về tiền bạc, nhưng lại hào phóng với bạn bè và gia đình. Con giáp này không mấy khi cho ai vay tiền, nhưng sự cảm thông với người khác lại dễ dàng khiến họ ra tay giúp đỡ. Tuy rằng sự giúp đỡ này mang tính tinh thần nhiều hơn là vật chất, một đặc điểm chết người trong cá tính của Ất Tỵ là xu hướng quá đà trong giúp đỡ bạn bè hoặc trong bất cứ việc gì. Nếu để ý giúp ai, họ sẽ bị ám ảnh bởi việc này một cách khác thường và có thể khiến đối tượng ngạt thở vì sự giúp đỡ này. Đôi khi Ất Tỵ có thể trở nên phụ bạc, mưu mẹo, không ngại ngừng hy sinh người khác vì bản thân mình. Bản chất tính toán khiến con giáp này khó tha thứ hoặc quên những việc làm họ không hài lòng. Nếu bạn đâm vào lưng người Ất Tỵ một nhát thì nhiều khả năng sẽ chẳng bao giờ được bỏ qua. Hãy chuẩn bị sẵn sàng với đòn trả thù vì họ sẽ luôn là người nói lời cuối cùng. Ất Tỵ thường là những bậc cha mẹ hiểu biết, có thể đặt mình vào vị trí của con. Họ luôn cố gắng đảm bảo tính khách quan trong vai trò làm cha mẹ. Họ tìm cách hiểu quan điểm của con và biết giữ bí mật tuyệt đối những điều mà con chia sẻ. Tiếp theo sau đây, xin mời quý cô bác cùng đến với phần luận giải chi tiết về các phương diện chính của cuộc sống cho con giáp tuổi Ất Tỵ sinh năm 1965 trong tháng 2 âm lịch 2024, cụ thể như sau. Xét về phương diện công danh, sự nghiệp. Xem tử vi tháng 2 âm lịch năm 2024, nhờ có sao Thái Dương xuất hiện, mang lại rất nhiều niềm tin, hy vọng mới, để mệnh chủ có thể cải thiện được mọi mặt cuộc sống của mình, dù hiện tại khó khăn hay trở ngại đi chăng nữa. Thời gian này, mệnh chủ rất ham học hỏi và điều này đang dần giúp bạn cải thiện chất lượng công việc của mình. Thậm chí bạn còn có thể áp dụng sự sáng tạo của mình để tạo ra sự mới mẻ cho công việc. Tưởng như chỉ có sự nhàm chán đều bao lâu nay, mệnh chủ lúc này có thể trông chờ vào những thay đổi tích cực trong công việc. Có khả năng bạn sẽ nhận được sự công nhận từ những người đồng nghiệp quanh bạn. Họ sẽ hậu thuẫn cho bạn rất nhiều trong các nhiệm vụ khó mà bạn không phải khi nào cũng có thể tự làm một mình được. Nguyệt lệnh lâm dưỡng cũng mang tới vô vàn cơ hội mới đang mở ra trước mắt người tuổi Ất Tỵ để giúp mệnh chủ thực hiện ước mơ của mình. Sẽ có khá nhiều cơ hội mới mở ra trên con đường sự nghiệp thì cũng là lúc bạn phải cân nhắc rất nhiều. Xét về phương diện tài lộc. Tuổi Ất Tỵ trong tháng 2 âm lịch, những khó khăn về tiền bạc đã cho con giáp tuổi Ất Tỵ một bài học rất lớn. Nhờ đó mà từ đây, mệnh chủ có quyết tâm cao hơn trong việc tiết kiệm tiền và tìm kiếm những cơ hội để sinh ra tiền bạc. Tài vận của mệnh chủ lúc này được cải thiện rõ rệt trong tháng 2 âm lịch này, nhất là khi có chính tài nâng đỡ. Vì thế mà mệnh chủ đừng vì ngại khó, ngại khổ mà bỏ lỡ đi vận may của mình nhé. Nếu đối diện với một chút trở ngại thì hãy hết mình tập trung tìm cách xử lý thì mệnh chủ sẽ sớm thấy được những cánh cửa mới hé mở ra trước mắt mình đấy. Hãy cân nhắc mở rộng thêm nguồn thu nhập của mình thường xuyên vì bạn sẽ tìm ra cách thức phù hợp cho mình thôi. Đặc biệt, nếu tham gia vào các dự án đòi hỏi sự hợp tác, bạn có thể nhận được nhiều lợi nhuận bất ngờ. Với những ai đang muốn tìm kiếm cơ hội đầu tư, nên đi cùng với những người giàu kinh nghiệm trong lĩnh vực mà bạn muốn tìm hiểu. Để học hỏi thêm, hãy câu lượng thật nhiều kiến thức cho mình, vì đầu tư vào chính bản thân mình mới là đầu tư khôn ngoan nhất. Xét về phương diện tình duyên, gia đạo. Tuổi Ất Tỵ trong tháng 2 âm lịch, tháng mới này, có thể thấy đời sống tình cảm của người tuổi Ất Tỵ vô cùng suôn sẻ. Hai vợ chồng cùng hỗ trợ, động viên nhau, cùng làm ăn kinh doanh, mỗi người đang trở thành chỗ dựa tinh thần tuyệt vời đối với đối phương. Tình cảm với anh chị em trong gia đình, hàng xóm, láng giềng lúc này cũng rất tốt. Bạn nên nhớ rằng, bán anh em xa, mua láng rể gần, vì trong lúc bạn gặp khó khăn, thì người ở gần luôn giúp bạn dễ dàng hơn rất nhiều so với những người ở xa. Xét về phương diện sức khỏe. Tuổi Ất Tỵ trong tháng 2 âm lịch, sức khỏe của mệnh chủ vốn không có gì đáng lo trong tháng mới, có thể đôi khi vẫn mắc bệnh tật theo mùa, nhưng mức độ không quá nghiêm trọng. Được tam hợp che chở, cộng thêm ý thức chủ động tự bảo vệ sức khỏe, thể trạng của bạn sẽ luôn được đảm bảo ở trạng thái tốt nhất. Tuy nhiên, do có hung tinh bạch hổ xuất hiện, bạn vẫn nên đề phòng tai nạn xe cộ, té ngã khi di chuyển, điều khiển phương tiện giao thông. Nếu có phải đi xa, thay đổi môi trường sống, bạn nên chủ động mang theo thuốc men, thực phẩm phù hợp để đề phòng những trường hợp không thích ứng được với môi trường mới. Nên chú ý bổ sung thêm các thực phẩm tăng cường và kích thích hoạt động của thận như các loại đậu, ngũ cốc, đại mạch, tiểu mạch và một lượng muối nhỏ. Bây giờ là luận giải tử vi chi tiết 10 ngày và cẩm nang vượng vận của tuổi Ất Tỵ sinh năm 1965 trong tháng 2 âm lịch, năm Giáp Thìn 2024. Tử vi 10 ngày đầu tháng, từ mùng 1 đến mùng 10 tháng 2 âm lịch cho thấy
ngay đầu tháng, vận trình của người tuổi Ất Tỵ, hung cát đan xen. Trên phương diện sự nghiệp lại khá sáng sủa, do có cát tinh chiếu mệnh, đây là khoảng thời gian người tuổi Ất Tỵ nên cố gắng hết mình để thể hiện năng lực của bản thân, ngay từ khi mọi người xung quanh vẫn còn sao nhãng. Về phương diện tài lộc cũng có khởi sắc rõ rệt vào khoảng thời gian này, đối với người làm ăn, kinh doanh, buôn bán, nắm bắt được xu thế thị trường, biết đâu là việc mình nên làm, đâu là việc mình cần tránh, từ đó khiến tiền đổ về đầy túi, đồng thời không rơi vào cái bẫy của kẻ tiểu nhân. Sau dịch mã chiếu mệnh cho thấy, nếu muốn phát triển và tiến bộ hơn nữa, thì dù làm ở lĩnh vực nào đi nữa, thì bản mệnh cũng không nên ngại khổ, ngại gian khó. Nhất thời điểm hiện tại, mệnh chủ càng cố gắng bao nhiêu, thì tương lai sẽ càng thu được kết quả rực rỡ bấy nhiêu. Về phương diện tình cảm của người tuổi Ất Tỵ cho thấy, trong khoảng thời gian này lại không được êm đềm như mong muốn, bản mệnh và nửa kia cần trao đổi với nhau nhiều hơn. Đặc biệt là các vấn đề nhạy cảm như tiền nong và nuôi dạy con cháu, các công việc nhà, không nên ai làm việc của người đấy, khiến mối quan hệ đôi bên dần dần xa cách. Quý nhân phù trợ là tuổi Dậu, tuổi Dần, tiểu nhân là tuổi Mùi, tuổi Tuất, màu sắc may mắn là màu cam, màu trắng, con số phát tài là số 26, số 74 và số 18. Xem tử vi 10 ngày giữa tháng, từ ngày 11 tháng 2 đến ngày 20 tháng 2 nhuận. Khoảng thời gian giữa tháng này, xem tử vi cho thấy người tuổi Ất Tỵ có những khoảng thăng trầm khá rõ rệt. Bản mệnh thường bị cấp trên gây khó dễ, khiến công việc không tiến triển được như dự kiến. Mãi đến sau rằm tháng 2 thì mọi việc sẽ được thuận lợi hơn, mệnh chủ hoàn thành được nhiệm vụ của mình. Về phương diện tài lộc, ít nhiều cũng có điểm sáng. Đối với người làm nghề tự do, kinh doanh, buôn bán, có thể nhận nhiều khoản thù lao kha khá, hoặc là ký kết được những hợp đồng có giá trị, thậm chí có người may mắn nhận được tiền do trúng thưởng, trúng số bất ngờ. Sao thấy dương chiếu mệnh, cho thấy với những bản mệnh độc thân, vốn có nhân duyên khá tốt. Tuy nhiên, mệnh chủ lại không thực sự mong muốn đến với ai đó, có thể là vì tuổi tác. Chính vì vậy bản mệnh tỏ vẻ khá là dững dưng, dù trong lòng cũng biết đó là một đối tượng khá triển vọng. Đối với những người đã có vợ, có chồng, thì bản mệnh đang ở trạng thái bằng mặt mà không bằng lòng. Đôi bên có vấn đề gì thì nên thẳng thắn chia sẻ với nhau, không nên giấu ở trong lòng, rồi lại nói lời bóng gió, hoặc hành xử nóng nảy giận cá chém thớt. Quý nhân là tuổi Dần, tuổi Sửu, tiểu nhân là tuổi Thân, tuổi Mão, màu sắc may mắn là màu tím, màu đen, con số phát tài là số 36, số 92 và số 81. Xem tử vi 10 ngày cuối tháng, từ ngày 21 cho đến hết tháng 2 âm lịch. Trong khoảng thời gian này, người tuổi Ất Tỵ không nên lơ là công việc của mình. Càng về cuối tháng càng dễ được cấp trên trọng dụng, bản mệnh lại càng phải hết sức cẩn thận. Bởi xung quanh bạn vẫn luôn tồn tại kẻ tiểu nhân, nhăm nhe lúc bạn sơ hở để cướp đoạt công lao, khiến cho bản mệnh mang tiếng xấu. Về tình hình tài chính có dấu hiệu khởi sắc vào cuối tháng, đồng nghĩa với đó là bản mệnh sẽ không có thời gian để nghỉ ngơi. Trong tháng này, đối với người kinh doanh, buôn bán thì luôn phải bận rộn, luôn chân, luôn tay để xử lý các đơn hàng. Trong khi đó, đối với những người làm chủ doanh nghiệp, phải giải quyết các hợp đồng với đối tác. Thời gian bận rộn như thế này khuyên bản mệnh tuổi Ất Tỵ nên cẩn thận, bởi hung tinh thái tuế vẫn luôn rình rập. Nếu có việc cần xuất hành đi xa, như về quê, đi công tác hay du lịch, thì trước khi rời nhà, nên chọn hướng tốt và ngày tốt, giờ hoàng đạo để gặp nhiều may mắn hơn. Về phương diện tình cảm của người tuổi Ất Tỵ trong khoảng thời gian này có phần ảm đạm. Có lẽ bản mệnh khó có thể cảm nhận được niềm hạnh phúc vợ chồng, mệnh chủ liên tục phải nghe những lời đồn thổi không hay về người kia. Thay vì nghi ngờ, hãy dành thời gian để trò chuyện thẳng thắn với người ấy, giải quyết dứt điểm các hiểu lầm. Quý nhân là tuổi Dậu, tuổi Thìn, tiểu nhân là tuổi Mão, tuổi Mùi, màu sắc may mắn là màu vàng, màu hồng, con số phát tài là số 58, số 11 và số 62. Xem đến đây, chắc hẳn quý cô bác đã nắm được cơ bản về vận trình của mình trong tháng 2 âm lịch 2024 rồi. Vậy tháng này quý cô bác cần phải làm gì để nắm bắt vận may đổi đời như ý? Tất cả sẽ được Minh Đường Tử Vi vén màn qua những phần tiếp theo trong video ngày hôm nay. Và ngay bây giờ, xin mời quý cô bác cùng Minh Đường Tử Vi đi vào luận giải chi tiết theo từng tháng sinh âm lịch may mắn của tuổi Ất Tỵ sinh năm 1965, cụ thể như sau. Vận mệnh của người tuổi Ất Tỵ sinh vào tháng 1 âm lịch, tức tháng Giêng, là tiết Tân Xuân. Người tuổi Ất Tỵ sinh vào tháng này có nhiều tham vọng, mơ ước cao xa, nếu cố gắng thì cũng có chút thành tựu. Có thể nói,
người tuổi Giáng sinh vào tháng riêng sẽ không phải chịu nhiều khó khăn, gian khổ, nhưng cũng chẳng được may mắn quá nhiều. Họ có tính cách vui vẻ, hoạt bát, được nhiều người yêu mến, dương khí vượng, ý chí ngất trời. Có điều, tiền đồ không được thoáng đản. Chính vì thế, nếu mà muốn làm nên đại nghiệp, vô cùng khó trong suốt cuộc đời. Người này hiếm khi nào được quý nhân phụ trợ, tuy có nhiều lý tưởng và tham vọng muốn thực hiện, những người có tài mà không có cơ hội thì cũng khó. Về thi tuyển, sức mình muốn giành được thành công chẳng mấy dễ dàng nếu có thể cắn răng nhẫn nhịn, nhìn vào thực tế, mà đi từng bước nhỏ vững chắc, không mơ ước quá xa vời thì có thể thay đổi được vận mệnh, có được những gì mình muốn. Vận mệnh của người tuổi Ất Tỵ, sinh vào tháng 2 âm lịch. Đây là người có quý tướng trở che, chuyện học hành suôn sẻ, thông minh hơn người, dù đi tới đâu cũng được nhiều người yêu mến và chào đón. Cuộc sống hôn nhân của họ cũng rất tốt đẹp, vợ chồng ân ái, hạnh phúc bền lâu, có ý chí, có tham vọng. Họ là người kiên cường, dám nghĩ, dám làm, có tố chất lãnh đạo. Dù là theo con đường quan lộ hay theo nghiệp kinh doanh, thì người này cũng giành được những thành quả khiến nhiều người ngưỡng mộ. Họ là mẫu người có tiền bạc dồi dào và địa vị xã hội khá cao. Vận mệnh của người tuổi Ất Tỵ, sinh vào tháng 3 âm lịch. Tháng 3 âm lịch là tiết thanh minh. Người tuổi Ất Tỵ sinh vào tháng này rất thông minh, lanh lợi, tính cách trung nghĩa, thiện lương. Tuy một đời không phải đại phú, đại quý, nhưng vẫn được xem là người có phúc đấy. Người này tài đức song toàn, có nhiều tài năng, được nhiều người ngưỡng vọng. Họ có nhiều tham vọng và lý tưởng cao đẹp, cũng rất biết cách đối nhân xử thế, biết linh hoạt ứng biến, tùy theo từng tình huống. Người này có tinh thần ham học hỏi, luôn phấn đấu hết mình, dù không có quý nhân ở bên hỗ trợ, thì với tài năng của bản thân, người này họ cũng có thể tự mình làm nên sự nghiệp, thành công với họ không quá khó khăn. Vận mệnh của người tuổi Ất Tỵ, sinh vào tháng 4 âm lịch. Tháng 4 âm lịch là tiết lập hạ, người tuổi Ất Tỵ sinh vào thời điểm này trong năm là người trung hậu, tính tình ôn hòa, nhã nhặn, có tinh thần nghĩa hiệp, tư chất thông minh. Dù là con đường học vấn hay con đường sự nghiệp cũng khiến bao người thầm mong ước họ có tài năng xuất chúng, đa tài, đa nghi, trí dũng song toàn, dường như họ có thể làm được tất cả mọi điều, chỉ cần họ muốn mà thôi. Xem tháng sinh đại cát của 12 con giáp thì người tuổi Ất Tỵ sinh vào tháng 4 âm lịch, khả năng lĩnh ngộ cao, cái nhìn sắc bén, nhanh nhẹn nắm bắt vấn đề, lại có quý nhân dẫn đường chỉ lối, nên người này có thể làm nên nghiệp lớn, gặt hái được nhiều thành công vang dội. Vận mệnh của người tuổi Ất Tỵ, sinh vào tháng 5 âm lịch. Tháng 5 âm lịch là tiết mang trùng, người tuổi Ất Tỵ sinh vào tháng này trong năm, có ý chí hơn người, có dũng, có mưu, có tài thao lược, đầu óc lanh lợi, thông minh, họ còn giỏi quan sát thời thế, nhân tâm, nên mưu sự tất thành. Người này có thể khắc phục được mọi khó khăn, vượt qua gian nan, trở ngại, để giành lấy những gì mình muốn, gia vận hưng vượng, chuyện cắt lành cực nhiều, cuộc đời bình an, phúc lộc lâu dài. Người này may mắn được quý nhân ở bên giúp đỡ cho khá nhiều, là người nhanh nhẹn và tinh tế. Họ biết nắm bắt thời cơ, tận dụng lợi thế của bản thân để vượt qua trở ngại, làm nên những thành công to lớn trong sự nghiệp, tài vận hanh thông, rộng mở. Vận mệnh của người tuổi Ất Tỵ, sinh vào tháng 6 âm lịch. Những chú rắn sinh vào tháng 6 âm là người phúc mỏng, lộc chẳng nhiều, trong đời gặp phải khá nhiều hoạn nạn, lúc nào cũng có chuyện phiền phức, khổ tâm ây phiền não. Tính cách người này khá trầm lắng, thích yên tĩnh, ham học hỏi, có tài năng về thơ ca, nghệ thuật, nhưng không may chẳng tìm được nơi dụng võ, bất mãn với thời cuộc, ý chí phấn đấu ngày càng sa sút, lý tưởng cũng héo mòn, chỉ biết ngày ngày làm những chuyện nhàm chán, chẳng còn tham vọng, sự nghiệp cũng khó giành được thành công trong cuộc sống. Vận mệnh của người tuổi Ất Tỵ, sinh vào tháng 7 âm lịch. Tháng 7 âm lịch theo lịch vạn niên là tiết lập thu, người tuổi Ất Tỵ sinh vào tháng này trong năm. Tính tình ôn hòa, nhã nhặn, họ nổi tiếng là những người sống thanh cao, trọng đạo đức, trí dũng hơn người. Người này có số mệnh tốt đẹp, có thể tay trắng làm nên cơ nghiệp. Họ là những người thân thiện, cởi mở, rất chân thành, đối đãi với mọi người, nên có mối quan hệ xã giao rộng khắp, tài năng xuất chúng, tiền bạc dư dôi, làm chuyện gì họ cũng dễ dàng đạt được thành công. Đây còn là người rất giỏi kinh doanh, nếu theo nghiệp làm ăn, buôn bán, thì chắc chắn chuyện kinh doanh sẽ vô cùng phát đạt, tiền bạc theo nhau đổ về nhà. Vận mệnh của người tuổi Ất Tỵ, sinh vào tháng 8 âm lịch. Tháng 8 âm lịch rơi vào tiết bạch lộ, người tuổi Ất Tỵ sinh vào tháng này trong năm là những người vui vẻ, nhiệt tình, thích giúp đỡ mọi người, trọng bạn bè và cũng có mối quan hệ vô cùng rộng khắp. Họ thông minh, nhanh nhẹn,
lại lương thiện, chân thành, cũng có tài năng nên con đường sự nghiệp khá thuận lợi, được nhiều người giúp đỡ, bản thân lại có khả năng nên chuyện thăng tiến không quá xa xôi. Nhờ tài năng đức độ, tích đức hành thiện nên người này không phải chịu nhiều vất vả, cơ cực trong đời, được hưởng cuộc sống an lạc, thảnh thơi, phú quý trường cửu, bạn bè ở khắp bốn phương, họ sống vui vẻ và được nhiều người yêu mến. Vận mệnh của người tuổi Ất Tỵ, sinh vào tháng 9 âm lịch. Tháng 9 âm lịch trong năm là tiết hàn lộ. Người tuổi Ất Tỵ sinh vào tháng này trong năm, cuộc đời khá bình an, thuận lợi, không phải trải qua nhiều sóng gió. Họ là người dĩ hỏa vi quý, không thích làm mọi chuyện trở nên rối loạn mà luôn tâm niệm một sự nhịn là chín sự lành. Xem tử vi, đây là người học rộng, biết nhiều, lại thông minh, cơ trí. Song người này không dễ dàng có được thành công trong chớp mắt mà phải cố gắng, nỗ lực thì mới có được những gì mình muốn. Đường đời khó tránh khỏi những lúc gặp phải trở ngại, cần vững lòng, bền chí mới giành được mục tiêu đáng mong đợi. Vận mệnh của người tuổi Ất Tỵ, sinh vào tháng 10 âm lịch. Tháng 10 âm rơi vào tiết lập đông. Người tuổi Ất Tỵ sinh vào tháng 10 âm lịch là người có tâm hồn đẹp, sống thanh cao, chẳng vướng bụi trần. Với họ, giúp đỡ mờ người là chuyện rất đỗi bình thường. Họ thích giao thiệp và có bạn bè khắp bốn phương, là người có ý chí, có lý tưởng, cũng có tài năng và đức độ. Nhưng thành công đến với họ không mấy dễ dàng. Họ có thể chịu khó, chịu khổ, ăn gió nằm xương để thực hiện ý tưởng của mình. Nếu giành được thời cơ thuận lợi thì vẫn có cơ may làm nên sự nghiệp thành công. Nhưng nếu muốn gây dựng sự nghiệp to lớn thì e rằng mong muốn khó thành hiện thực. Vận mệnh của người tuổi Ất Tỵ, sinh vào tháng 11 âm lịch. Tháng 11 âm lịch vào tiết đại tuyết, khắp nơi tiết trời giá lạnh, cây cối khó bề sinh trưởng. Người tuổi Ất Tỵ sinh tháng này trong năm, tiếng thoái lưỡng nan, mưu sự khó thành, nghe chuyện chi tiêu cũng tốn thiếu trăm bề, cuộc sống không được đủ đầy, sinh không gặp thời, thời trai trẻ người này phải chịu cực khổ. Mãi tới những năm tháng cuối đời mới gặp được may mắn, là người có tài, có tinh thần trách nhiệm cao, ghét chuyện bất bình, tính tình lại nóng nảy, nên họ dễ dàng đắc tội với người, làm mất lòng người khác. Người này tốt nhất là nên đi xa lập nghiệp, thì cơ mà thành công sẽ cao hơn. Vận mệnh của người tuổi Ất Tỵ, sinh vào tháng 12 âm lịch. Tháng 12 âm lịch trong năm là tiết tiểu hàn, trời giá bút, rắn không muốn ra khỏi hang, cũng chẳng nhìn thấy ánh mặt trời. Người tuổi Ất Tỵ sinh tháng này trong năm, cũng vì thế mà phải chịu cảnh cơ hàn, luôn gặp phải chuyện rắc rối phiền não, khổ tâm không dứt. Tuy có các tinh cao chiếu, nhưng cũng khó lòng được như ý. Người này sống khoan dung, độ lượng, phóng khoáng với mọi người, có trước, có sau. Cũng nhờ thế mà dù tiền vận vất vả, khó có được thành công trong sự nghiệp, nhưng từ trung vận trở đi, sẽ gặp nhiều may mắn, sự nghiệp dần khởi sắc, giành được nhiều cơ hội phát triển, cũng như dễ bề gặt hái thành công hơn. Vâng, quý vị thân mến, vừa rồi là tử vi tháng 2 âm lịch năm Giáp Thìn 2024 của tuổi Ất Tỵ, sinh năm 1965. Hy vọng quý độc giả sẽ có được cho mình những thông tin hữu ích về tử vi tháng 2 âm lịch năm 2024 này. Quý vị đừng quên bấm like, đăng ký kênh và nhấn chuông để nhận được nhiều thông tin hữu ích từ chúng tôi nhé. Trước khi khép lại chương trình, Minh Đường Tử Vi chúc quý vị tháng mới luôn may mắn, bình an, bứt phá về tài lộc, giàu sang, phú quý. Chương trình đến đây là hết. Xin chào và hẹn gặp lại trong những chương trình lần sau.